Xin chào các bạn nghe kênh tin tức hôm nay, 3 tháng 5 chú tiểu thách thức danh hài là con của Nico ở tỉnh Thất Bồng Lai. Chính quyền Long An xác nhận, có 3 trẻ em trong tỉnh Thất Bồng Lai được khai sinh tại địa phương với tên mẹ là hai Nico đang sống tại đây, danh tính cha còn bỏ ngỏ. 3/5 chú tiểu nổi tiếng có mẹ là Nico ở tỉnh Thất Bồng Lai liên quan đến những nghi vấn trong tỉnh Thất Bồng Lai, nay đã đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Công chúng rất quan tâm đến lai lịch của những đứa trẻ, đặc biệt, năm chú tiểu thách thức danh HAI và NBSB, nổi tiếng có thực sự là trẻ mồ côi, có quan hệ gì với ông Lê Tùng Vân và những người sống trong tỉnh Thất là một câu hỏi nhức nhối. Mới đây, dân mạng đã truyền tay nhau một bản tin tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An liên quan đến vụ việc. Bản tin được phát trong chương trình thời sự đã phần nào giải mã vấn đề này. Phóng sự chỉ rõ, đến thời điểm này, rất nhiều người lầm tưởng tỉnh Thất Bồng Lai là một cơ sở thờ tự Phật giáo. Đặc biệt, sự kiện năm chú bé tham gia cuộc thi thách thức danh hài đã để lại tiếng vang. Năm chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do tỉnh Thất nuôi dưỡng và NBSB. Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ con, cha con, ông cháu, nên bao năm qua, tỉnh Thất Bồng Lai nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi. Trả lời Đài Phát Thanh Truyền hình Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại tỉnh Thất Bồng Lai, gồm 1. Lê Thanh Mẫu Nghi, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. 2. Lê Thanh Pháp Vương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. 3. Lê Thanh Minh Triết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. 3 em bé đều không rõ cha là ai. Còn lại, trong tỉnh Thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác. Sự thật về tỉnh Thất Bồng Lai được phơi bày, nguồn Long An TV. Năm em bé mang danh chú tiểu tham gia thi thách thức danh hài lần lượt có pháp danh là Nghi Tâm, Ngọc Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm, trong đó bé Mẫu Nghi lấy tên Nghi Tâm, bé Pháp Vương lấy tên Pháp Tâm, bé Minh Triết lấy tên Trí Tâm, tức là 3/5 trẻ được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của tỉnh Thất Bồng Lai. Chính quyền đang điều tra dấu hiệu lừa đảo. Phóng sự của Đài Long An cũng chỉ rõ, từ năm 1990 đến 2007, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở thờ tự Phật giáo giả danh này, từng mở một